BCG có phải mối nguy tiếp theo sắp sụp đổ, khiến cho cả thị trường sập mạnh? Fed đã phát biểu gì mà lại khiến các nhà đầu tư hoang mang đến vậy? Hệ Sol sẽ comeback để kêu Ethereum như đã hứa hay chỉ là cứu hồi để mà xả hàng? Chắc chắn bạn sẽ không muốn bỏ lỡ những thông tin thú vị này. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với 5 Phút Crypto. Mình là Thịnh. DCG, công ty mẹ của hàng loạt cái tên nổi tiếng trong thị trường như là Genesis, Grayscale. Đây cũng là công ty nắm giữ quỹ GBTC lớn nhất hiện tại. Họ còn sở hữu cả Coindex, một trong những trang báo được nhiều người trong giới crypto sử dụng để cập nhật thông tin. Và cuối cùng là Foundry, xưởng đào Bitcoin lớn nhất hiện nay với 28% tổng số hash rate của toàn bộ mạng lưới BTC. Mới đây công ty này vẫn chưa giải quyết xong vấn đề thanh khoản cho Genesis và khoản nợ lên đến 900 triệu đô cho Gemini. Vụ việc còn lên đến đỉnh điểm khi đầu tuần này, co-founder của Gemini, ông Cameron Winklevoss đã viết một lá thư trên Twitter gửi thẳng mặt CEO của DCG Barry Silbert với đại ý rằng: "Hãy trả tiền cho tôi đi, hãy trả tiền cho hơn 300.000 người dùng sử dụng tính năng earn từ Genesis Trading và hãy trả hơn 900 triệu đô cho người dùng của chúng tôi." Và ngay lập tức Barry đã trả lời dưới bài tweet rằng: "DCG không có mượn tiền từ Genesis dẫn đến thiếu thanh khoản đâu. DCG cũng chưa từng trễ hẹn trả nợ, cứ đợi đi rồi từ từ sẽ trả hen." Và phía Gemini thì đâu có đồng ý với câu trả lời này, đặt ngay cái hẹn ngày 8 tháng 1 và là hạn chót để DCG giải quyết cái khoản nợ kéo dài 6 tuần này. Vụ việc liệu có giải quyết trong êm đẹp hay không? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mà DCG tuyên bố trả nợ? Các công ty con của DCG đa phần đều đang chịu ảnh hưởng bởi sự sụt giảm của giá BTC thời gian gần đây. Và theo thông tin mới nhất thì DCG vừa cho đóng cửa công ty HQ, một công ty quản lý tài sản ở Hàn Quốc. Công ty này từng quản lý hơn 3,5 tỷ đô tiền gửi của khách hàng, làm dấy lên lo ngại về những thông tin đồn đoán gần đây liên quan đến DCG. Mặt khác, ở phía bên kia thì sự khó khăn cũng bao gồm Genesis khi mà công ty này phải tiếp tục cắt giảm 30% nhân sự. Đây là minh chứng rõ nhất cho các công ty có mô hình hoạt động không ổn định, bộc lộ ngay các điểm yếu khi mà downtrend xảy ra. Vì thế, nhiều anh em đang chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, thậm chí nhiều người đang chờ một cú đạp mạnh có thể khiến cho BTC lao dốc xuống mốc 15, 13 và thậm chí 10k. Hãy cùng chờ xem. Không ai có thể biết trước được điều gì, nhất là trong mùa bia này. Anh em 5 Phút Crypto cũng nên cẩn thận củi lửa trong cái thời gian tới hàng. Cập nhật tình hình của anh Sam xoắn một chút ha. Sam đã không nhận tội vì lúc đó tôi dùng thuốc chích nguyên văn luôn nha. Mới đây vào hôm thứ ba, sau khi hầu tòa thì Sam, người từng là mất hàng tỷ đô của khách hàng, của người dùng, lại bất ngờ xin vô tội. Với các cáo buộc như là lạm dụng tiền gửi nè, lừa đảo chiếm đoạt tài sản nè, rửa tiền nè, thì mức án mà anh có thể phải đối mặt lên tới hàng trăm năm. Nani? Và theo các báo cáo mới nhất của Coindex, Sam đã phủ nhận tất cả các cáo buộc từ tòa dành cho mình. Điều này đã làm rất nhiều người bất ngờ khi tưởng rằng mọi chuyện đã ngã mũ, nhưng mà không phải như vậy. Trước đó thì có hai cộng sự là Caroline Ellison và Gary Wang đã hợp tác và khai nhận toàn bộ sự việc với tòa án. Trong đó thì tố cáo các việc làm của Sam. Cũng theo cái bài báo này thì nguyên nhân chính khiến cho Sam từ chối nhận tội là vì Sam cho rằng những hành động đó không phải con người thật của anh. Anh đã đổ thừa cho tiền sử lạm dụng thuốc cũng như không được tỉnh táo khi mà đưa ra các quyết định đó. Sam từng xây dựng hình ảnh là một nhà từ thiện, một người tốt trong mắt toàn thể công chúng. Với lẽ đó thì anh cho rằng một người như thế thì không thể nào làm ra tội ác tồi tệ đến như vậy. Có vẻ đúng nha. Nhưng mà đúng ở vũ trụ khác, chứ ở vũ trụ này thì Sam sẽ tiếp tục hầu tòa trong những ngày tới. Và liệu chúng ta có thể thấy công lý được thực thi hay không? Hãy chờ xem tiếp nha. Và bên cạnh đó thì Triero Capital, một quỹ từng là top đầu trong thị trường, nay lại tiếp tục bị réo tên hậu phá sản. Cụ thể vào ngày 5 tháng 1, những người sáng lập Triero Capital bao gồm Zhu Su và Kai Davis đã bị triệu tập để làm rõ các hoạt động thanh lý của Triero Capital. Những người làm cái nhiệm vụ thanh lý tài sản của Triero Capital để mà trả cho các nhà đầu tư đã nhiều lần không liên lạc được với hai người trên. Và với động thái này cho thấy độ lương của các anh chàng đứng sau cái quỹ này. Đã từng nộp đơn phá sản thị trường 15 vào ngày 1 tháng 7 năm ngoái. Vậy mà người ta cần thanh lý tài sản thì lại mập mờ, không giao seed phrase hay là private key của các quỹ. Đúng là cháy nhà mới lòi mặt chuột, đúng không? Độ uy tín của các quỹ này từng đạt đỉnh điểm khi mà nắm giữ hơn 10 tỷ đô tài sản vào năm ngoái. Ấy vậy mà,
Theo nhiều nguồn tin cho biết thì hai người sáng lập Triero Capital hiện đang không rõ tung tích và nói trắng ra là đang lẩn trốn giống như anh Đỗ Quân, ông chủ Luna một thời. Nếu như trong số trước của Crypto Weekly mình đã đề cập Solana như một hệ sinh thái có nguy cơ lụi tàn sau sự sụp đổ của FTX thì thật bất ngờ, đầu tuần này giá Sol lại bật tăng hơn 20% từ mốc 10 đô lên đến đỉnh điểm 14 đô và bắt đầu cho một làn sóng xanh của thị trường đầu tuần này. Vậy nguyên nhân là do đâu? Ok, nguyên nhân được xác định được cho rằng bắt nguồn từ một cái dự án meme coin có tên là Bon, lấy cảm hứng từ Dot được xây dựng trên Solana, và dự án này đã chi khủng móc hầu bao airdrop cho người dùng nắm giữ các NFT trên hệ Sol, và số lượng airdrop lên đến 50% tổng cung token, và nhiều người đã ăn được từ 100 đến 1.000 đô. Cá biệt thì có những thành phần được airdrop lên đến 10.000 đô. Tại sao lại được nhiều tiền đến như vậy? Thật ra thì ngay sau khi công bố airdrop, giá Bond không giảm mà còn bật tăng mạnh gấp nhiều lần. Tính từ thời điểm hiện tại thì giá Bond đã có lúc ít tới 100 lần, khiến dân tình lao vào FOMO. Hiện tại thì giá đã giảm dần đều rồi, nên anh em đừng vội vào bắt kẹo cục tay đó nha. Bên cạnh đó thì trào lưu liquid staking đang nở rộ trên nhiều hệ, cũng đã khiến TVL của Lido và Marinette Finance tăng mạnh hơn 50% trong vòng 7 ngày. Liệu đây có phải là một cơn sốt mới giữa lúc thị trường đang ảm đạm đầu năm nay hay không? Liệu những trend như thế này có giúp vực dậy một hệ sinh thái vốn được mệnh danh là Ethereum Killer một thời? Hơi khó đó nha, nhưng chúng ta hãy cùng chờ xem nha. Thị trường vĩ mô sau kỳ nghỉ Tết dương lịch 2023, BTC đã có những cú nhảy vọt tới 400 mức giá, từ mức 16.400 lên 16.800 và biên độ biến động không nhiều. Các chuyên gia vẫn cho rằng chúng ta đang trong giai đoạn đi ngang. Đón chờ trong năm nay là những sự kiện nóng hổi từ nhà cái đến từ Mỹ. Fed mở đầu phát súng cho đầu năm mới. Rạng sáng ngày 5 tháng 1, Fed đã công bố biên bản cuộc họp tháng 12 cực kỳ quan trọng. Qua đó, vẫn giữ vững lập trường rằng không có chuyện nới lỏng lãi suất và Fed vẫn sẽ tăng, và tăng đến khi lãi suất đạt đỉnh 5-5.5% và giữ nguyên đến hết năm 2023. Điều này được Fed lý giải rằng chúng ta vẫn đang ở trong giai đoạn an toàn, lạm phát có thể bùng và tăng mạnh bất cứ lúc nào, cho nên một chính sách siết chặt sẽ cho phép kiềm hãm lạm phát một cách tốt nhất, và giá vàng sau cái tin này cũng đã bật tăng cao nhất trong 6 tháng trở lại đây. Liệu vàng có lập đỉnh mới trong năm 2023 hay không? Chưa biết. Giữa vàng và BTC thì bạn sẽ chọn loại tài sản nào để mình lưu trữ giá trị? Nếu mình bảo bạn có một loại tài sản lưu trữ giá trị còn tốt hơn cả vàng thì sao nhỉ? Có anh em nào đoán được không? Thôi để mình nói luôn nha. Thật bất ngờ khi mà đồng hồ cũng là thứ lưu trữ giá trị còn tốt hơn cả vàng đấy các bạn à. Tiếc là mình không có cái nào. Mới đây thì Bot Watches, một cái trang web bán hàng, đã công bố số liệu doanh số bán hàng và cho biết khi so sánh cái lợi nhuận từ kênh đầu tư như vàng, chứng khoán hay là cổ phiếu thì đồng hồ Rolex lại mang một biên độ lợi nhuận cao nhất. Và theo đó, một chiếc đồng hồ Rolex đã qua sử dụng giá 5.000 đô ở năm 2011 có thể lên đến 13.000 đô vào cuối năm 2021. Điều thú vị là giá thành thương hiệu đồng hồ này cũng tăng bất chấp lạm phát. Vậy mới nói, chúng ta có thể kiếm ra tiền từ bất cứ đâu, miễn là có kiến thức và một cái đầu nhạy bén. Đây là thời gian tốt nhất để cho mỗi người xây dựng cho mình một chiến lược đầu tư đúng đắn, và là cơ hội để chúng ta sửa chữa những sai lầm đã mắc phải ở năm 2022. Bản thân mỗi người cũng nên dành thời gian quý báu này để học tập và tích lũy thật nhiều trước khi mà mình nhảy lên lưng một con bò lớn, lướt trên những con sóng, đi đến sự giàu sang vào năm 2024-2025 nha. Năm mới cũng là thời gian để bắt đầu những kế hoạch mới, những mục tiêu mới cần được chinh phục. Giới đầu tư như chúng ta cũng nên lên đồ và chuẩn bị cho cuộc đi săn trong năm 2023 này nhé. Nhưng mà bạn là con mồi hay là kẻ đi săn thì không ai biết đâu nha. Và mình là Thịnh, đây là số Crypto Weekly đầu tiên trong năm 2023. Chúc các bạn mở đầu một năm 2023 đạt nhiều thành công, và xin hẹn các bạn vào kỳ Crypto Weekly tiếp theo.